Đó, những con đường làng ở Mỹ dễ thương chưa? Nhìn thơ mộng vậy đó, đẹp lắm. Thì bây giờ là bắt đầu cuối thu rồi, nó bắt đầu chuyển qua màu đông nên cái lá nó rụng hết, nó không còn những cái lá đỏ, lá vàng này kia. Chứ mình đi mà vào đầu thu và giữa thu rất là đẹp. Đó, đó cho mọi người coi nè, đó, nhìn thơ mộng gì đó. Những cái con đường làng này á, nó mới đem cho mình những cảm giác bình an, tâm mình mới thư thái, nhẹ nhàng. Còn trước đây mình sống ở những cái thành phố, những tòa nhà cao trọc trời vậy đó, làm cho tâm mình nó bận bịu, rồi mình phải nhìn trước nhìn sau về cái giao thông, xe cộ này, xung quanh vân vân á, traffic vân vân, do đó nó cũng mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ mình chạy những cái con đường làng này mình cảm thấy rất là thoải mái, nên thơ nên mình thích lắm. À, thấy không, những cái con đường làng ở Mỹ nó đẹp nên thơ vậy đó. À, đâu có bận bịu gì đâu, đâu có vướng bận gì đâu. À, gọi là quẳng gánh lo đi mà vui sống nè, thấy không? Tâm mình rất là nhẹ nhàng, thư thái, ung dung, tự tại. À, thì cũng có thể đây là mình có lẽ mình nói là chạy xe thiền cũng được. À, ví dụ mình nói là có cái walking meditation, có nghĩa là thiền bộ, đi bộ thiền. Còn này mình gọi là driving meditation. Right, because the street so nice, so peaceful. So, you know, give us a peaceful mind. Right? So, cho mình cái tâm mình cảm giác rất là yên bình. Thế đó mình cũng có thể gọi là driving meditation. Right? Before they have a walking meditation, có nghĩa là thiền bộ, thiền đi bộ. Còn này là thiền chạy xe, vân vân. Đó, mình thấy cái con đường nên thơ chưa? Đẹp không? Đó, chính những cái con đường làng quê như vậy nè mới cho mình cái cảm giác thanh bình thực sự. Tâm mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng ha, và mình có nhiều niềm hạnh phúc hơn. Còn trước đây mình sống ở những cái nơi tòa nhà cao chọc trời vậy đó, những thành phố bận bịu vậy đó, chạy xe thì cứ lúc ngó trước ngó sau, rồi tai nạn đủ thứ hầm bằng lần sân khấu hết ha, rồi đủ thứ này kia, hầm thượng vàng hạ cám vân vân ha. Đó, mình ở khu cũng rất là tốt, nhưng mà tại mình chạy chỗ này đến chỗ kia đó thì nó cũng phải là qua chỗ này chỗ kia phức tạp vậy đó. Do đó bây giờ mình thích chạy những cái con đường làng này nè, đó là cho mọi người ở bên Việt Nam coi ha, những cái con đường làng thơ mộng ở bên Mỹ đẹp như vậy đó. Rồi thì cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nha. Rồi hẹn mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn nhiều.